Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang. Và theo chương trình Không Hẹn Lại Lên, mình lại xuất hiện ở đây để review cho các bạn mạch V2 khi sử dụng sò. Loại sò này là loại sò NJVK 21194 và NJVK 21193. Thì hôm qua mình đã review xong cái mạch này, cái mạch V2 của chúng ta chạy con Samken, thì chạy một cặp. Hôm nay mình cũng chỉ lắp có một cặp thôi, cặp sò NJVK 21194 và 21193. Theo cơ sở dữ liệu thì Samken, đây là con Samken. Bạn nào, rất là nhiều bạn biết rồi, còn bạn nào chưa biết thì nó như thế này đây. Rất là cổng kềnh to. Con MJL 21194 của chúng ta thì nó bằng con 1943 và 5200. Ý mình bảo đây là kích cỡ, chứ còn về công suất thì các bạn lưu ý trên cơ sở dữ liệu của nó là nó công suất ngang bằng con Samken này, tức là công suất khoảng 200W một cặp. Tất nhiên là khi mà đạt được nguồn và giảm tối đa thì đấy, nó mới đạt được cái công suất như vậy. Và hôm nay mình đã test thử cái mạch này khi ở chạy cái cùng một cái mạch hôm qua với con Samken, cùng một cái điện áp như vậy, không có gì thay đổi. Thì mình thấy là chạy khoảng, kéo mạch này, sử dụng hai con sò này, kéo con bát 20 của mình hết công suất, tức là to hết sức có thể, to nữa là nó chỉ bay màng đi thôi, không còn thì không chế được nữa. Thì chạy khoảng 15 phút thì nhiệt độ cũng rơi vào khoảng 55 độ C. Tay mình vẫn sờ vào được bình thường, cánh tản nhiệt rơi vào khoảng 55 độ C. Như vậy thì mình thấy là thực tế thì cái con Samken này và con MJL này thì công suất là về thực tế, đây mình đang nói về thực tế, còn cơ sở dữ liệu thì nó bằng nhau rồi, còn về thực tế thì công suất nó ngang nhau thôi. Và mình thấy là nhiệt độ tỏa ra khi mà chúng ta cắm vào đây thì nó mát hơn sò 1943 và 5200 rất là nhiều. Vì bởi vì là chúng ta gắn tới 4 con vào đây, 4 con 1943 và 5200, mỗi loại 2 con vào đây, thì nhiệt độ đã là 50 độ C cho cái lò bát 20 chạy hết công suất rồi. Nhưng mà ở đây mình chỉ gắn có 2 con thôi, có 2 con MJL thôi, mà nhiệt độ nó tỏa ra rơi vào khoảng chỉ khoảng hơn 50 độ, khoảng 55 độ, tức là nó hơn có một chút xíu thôi. Mà chỉ cần 2 con đã đạt được cái công suất như vậy rồi. Thì nhiệt độ tỏa ra, mà nếu mà chúng ta gắn 4 con thì chắc chắn là nó rất là khỏe. Để mà tối ưu được mạch này thì tối ưu được cái con sò công suất này này, thì tất nhiên là nguồn 30V mà mình đang thử ở đây thì nó không thể đủ điện áp, không thể đủ điện áp được, bởi vì là công suất thì bằng dòng nhân áp. Mà công suất ở trên cái mà dòng nhân áp ấy, thế cơ, nhưng mà cái mạch của mình ấy thì chỉ chạy được cái điện áp như hiện tại như vậy thôi. Nên là mình chỉ có so sánh tất cả các loại sò này, ví dụ sò 1943 5200, Samken và con MJL này, cùng một cái mức điện áp đó, xem con nào nắm hơn. Bởi vì là mục đích mình test như thế này, không phải nói về cái công suất của nó được tối đa bao nhiêu watt, mà chủ yếu để so sánh với các bạn là khi mà lắp thực tế thì các loại sò này thì cùng một mạch thì là con nào nóng hơn con nào. Bởi vì con nào mà chạy mà nó mát ý, thì chắc chắn là nó phải khỏe hơn thì nó chạy nó mới mát được. Thì có mình cũng giải đáp luôn một số câu hỏi thời gian hôm qua mình đăng cái video mà cái con Samken này này. Đấy là một số anh em hỏi là tại sao mà không khoan lệch cho nó thì sẽ bắt được hết, bắt được hết sò vào đây. Mình khẳng định với các bạn, các bạn có khoan lệch kiểu gì thì các bạn vẫn sẽ phải câu dây, bởi vì là cái chỗ vị trí chân này này nó đã kín chỗ này rồi. Các bạn khoan lệch kiểu gì các bạn không thể cắm được chân xuống đâu, mà chắc chắn các bạn phải câu dây và chúng ta phải sử dụng miếng nhôm to hơn. Mình đang nói là chúng ta hôm qua có video là thì mình trong video mình phải nói là chỉ gắn trên cái miếng nhôm này này, mình đang so sánh là chỉ gắn trên miếng nhôm này thì các con MJL chúng ta gắn được 4 con, còn con Samken chỉ gắn được 2 con. Một số anh em lại bảo là chơi con miếng tản nhiệt khác, thế thì chơi bài toán đấy nó là bài toán khác rồi. Đấy, tức là cái mạch này thì mình sẽ thời gian tới mình sẽ cố gắng là để nâng cấp lên để chạy điện năng cao hơn. Thì nếu mà chúng ta lắp 4 con sò này thì công suất đỉnh của chúng ta có thể sẽ được khoảng 400W, quá rực rỡ. 400W này thì mình nghĩ là bát chầm 40 chắc có thể kéo được, nhưng mà phải nâng cái điện áp lên, bởi vì cái điện áp 30V đối xứng này thì thực tế nó sẽ không đủ công suất để cho cái mạch cặp sò này chạy được hết hiệu suất.
Đấy, mình đam so ấy thì cái con so lái số nó hơi hơi mới thì mình sẽ nói luôn. Thì con MZL 21194 đây, mình sẽ quay sát hơn cho các bạn xem. Đấy, con này là con 21194 này. Con bên này là 21193 này. Đấy, thì 21194 là só ngược, chúng ta sẽ gắn bên này. 21194 thì các bạn sẽ lắp vào vị trí của C5200 và 21193 các bạn sẽ lắp vào vị trí của A1943. Đấy. Còn nó thì nó chỉ khác nhau số 93 và 94 thôi, còn đằng trước thì đều là MZL 2119. Còn 93 thì là só thuận và 94 là só ngược. Để các bạn lắp vào vị trí như vậy. Thì chúng ta gắn hai con này thì nhiệt độ nó đã rất là khỏe rồi. Và hai con này thì chúng ta kéo một cái bát cỡ khoảng bát 20 25 thoải mái. Còn bát 30 thì có lẽ là nếu mà chúng ta gắn có hai con này thì nó sẽ hơi nóng. Có lẽ là có thể là không đủ công suất, bởi bát trầm nó rất là nặng điện, các bạn phải hiểu là như thế. Bát thường thì mình nghĩ là kéo được, nhưng bát trầm thì nó nặng quá. Thì chúng ta gắn bốn con. Và trên thực tế thì cái cặp sò này mình cũng đã bán ra một thời gian rồi và đã có anh em mua về gắn cho chính cái mạch này. Đấy, chính con mạch này luôn. Thì bạn ấy cấu hình là cũng vẫn sử dụng nguồn 30V thôi, biến áp 15A. Và gắn 4 con, mỗi bên 2 con. Hai bên này 2 con là MZL 2194 và bên này là 2 con MZL 21193. Kéo bát 30 mà bạn bảo ý bảo là không cần phải tản nhiệt. Tức là ý mình bảo không cần phải quạt tản nhiệt, các bạn nghe rõ nha, không cần quạt tản nhiệt. Chứ còn miếng nhôm tản nhiệt đã là sò công suất thì tất cả chúng ta cần phải gắn nhôm tản nhiệt vào cho nó đạt được hiệu suất, bởi vì sò công suất ấy. Các bạn khi mà các bạn tra cơ sở dữ liệu, các bạn sẽ thấy là nó có cái nhiệt độ tương ứng với công suất, tức là ví dụ là lên khoảng 30 độ này thì nó mỗi độ C tăng lên sẽ tương ứng với bao nhiêu watt. Ví dụ là lên 1 độ, ví dụ khoảng 50 độ chẳng hạn thì nó sẽ tương ứng là con này hoạt động cỡ khoảng 60 watt chẳng hạn. Đấy là mình ví dụ, chứ còn thực tế thì nó khác. Đấy. Thì ví dụ là lên thêm 51 độ thì cái công suất nó rơi vào khoảng là 62 watt chẳng hạn. Đấy. Vậy nên là tại sao anh em cứ sợ là sò này này là khi mà tôi chạy là sò nóng bỏng tay rồi, cánh tản nhiệt sở nóng bỏng tay, vậy sò có chết không? Về thực tế thì cái cặp sò thường là những cái con sò công suất như thế này nó chịu được điện áp thì nó khác nhau, nhưng mà cái về cái nhiệt độ ấy thì nó có hoạt thể hoạt động được cỡ khoảng 90 độ C vẫn hoạt động bình thường. Cỡ 70 độ là chúng ta đã bỏng tay, nó không thể sờ được nữa, nhưng cỡ 90 độ những cặp sò vẫn hoạt động bình thường. Bằng chính là mình có mấy cái con âm ly ấy chính mình sử dụng thì nó chạy với nhiệt độ nó cũng khá là cao, sờ vào tay thì không thể sờ vào cánh tản nhiệt được mà nó vẫn sống đến bây giờ, mình cũng dùng rất là lâu rồi. Thì mình nghĩ nó cũng phải khoảng 90 độ. Nhưng mà tất nhiên ấy, về cái thực tế nếu mà chúng ta tản nhiệt cho nó càng tốt, tản nhiệt càng tốt thì sò càng bền. Đấy, các bạn nghe rõ nha, tản nhiệt càng tốt thì sò càng bền. Chứ mình không nói, mình bảo là nó có thể hoạt động được ở cái nhiệt độ cao như vậy nhưng nó vẫn hoạt động tốt, chứ mình không nói là nó bền. Nhưng nếu chúng ta tản nhiệt, quạt nhiệt rồi, miếng tản nhiệt to thì nó sò sẽ bền hơn. Và trả lời luôn một số cái câu hỏi của anh em ấy là các bạn bảo là thay sò sò B688 và D718 vào cái mạch này có được không? Và công suất có khỏe hơn cái cặp sò mặc định ở trên cái mạch này hay không? Bởi vì là những anh em đã từng mua mạch này về thì muốn độ chế mà. Thì mình xin trả lời luôn ấy, B688 và D718 là cặp sò cùi bắp nhất cho những cái main công suất như thế này. Nó là, các bạn phải hiểu cùi bắp nhất thế là như thế nào. Nó là công suất thấp nhất, không thể thấp, không có con nào thấp hơn được nó nữa. Tức là cái con C4278 và A1788 mà mình hay lắp trên cái main này này, thì cái main thì cái con đấy dòng của nó đã 10A rồi. Nhưng con B68 và D718 thì dòng của nó chỉ khoảng 8A thôi. Không thể so sánh với những cặp sò được. Bởi vì thực tế thì những cái con sò đấy nó rất là rẻ. Những cái con sò này toàn cỡ có sò Sanken này và sò NJVK này, nó toàn dòng cỡ tiền trăm, tính theo tiền trăm chứ nó không phải là vài chục nghìn, nó cỡ khoảng vài nghìn với khoảng vài chục nghìn, cỡ nó tiền trăm luôn, nó cần tiền trăm một đôi, nên là nó đắt thì nó cũng đi với công suất của nó. Và các bạn nào mà muốn lắp cái mạch này mà các bạn sử dụng sò là NJVK ấy thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn là cách lắp như thế nào. Thì các bạn xác định là con NJVK
để đợi chút mình sẽ lấy ảnh thực tế cho các bạn. À, đây là con LGV kép của chúng ta, các bạn thấy đây. Tất cả các sò, đây là sò rất là độc lạ. Thực ra thì nó cũng không độc lạ với những anh em mà chuyên giáp âm ly thì có lẽ nó cũng không độc lạ lắm. Nhưng mà với người dân Việt Nam thì những cái cặp sò như kiểu LGV kép này và con MGL này, nó khá là mới, nó mới lạ với anh em. Thì con MGL, đây là con, đây là con LGV kép 0281. Đây nha, LGV kép 0281 này. Thì con này là con sò ngược. Các bạn sẽ gắn vào vị trí của con C5200 hoặc là C4278. Đây các bạn sẽ gắn vào bên này, gắn chỗ này và chỗ này. Con này các bạn nhìn nó nhỏ như thế này thôi, bằng to đúng bằng D718 mình từng gì đi rồi. Nếu mà các bạn muốn gắn vào đây thì các bạn gắn vào vị trí này. Đấy, bên này thì nó tương ứng với cái con C5200 và C4278. Còn công suất con này, công suất con này là cho một cặp của nó là 150W và công suất ngang bằng với C5200 luôn. Các bạn cứ chờ tra cơ sở dữ liệu thì biết. Và sò này cũng là sò chính hãng nha các bạn. Còn cái con sò thuận của nó đi theo con LGV kép này thì là cái con là con này, con nó không con 0302, con 0302 này là con sò thuận. Sò thuận thì chúng ta sẽ lắp bên này. Đấy. Nằm vào vị trí của A1943 và A1943 và A1788. Con này với con sò, con này với con 0281 là một cặp. Đây. Đây một cặp. 0302 gắn bên này. 0281 gắn bên này. Mạch NGV kép, sò NGV kép này thì cũng dạo này cũng khá là nhiều anh em PM mình mua để chạy thử xem là công suất nó ăn thua không và chất âm nó như thế nào. Sò này thì nó giá nó cũng khoảng gần ngang ngang với 5200 thôi. Bạn nào quan tâm đến những cái sản phẩm như kiểu con sò NGV kép này và con MGL này thì có thể truy cập cái trang web mình có để ở dưới video xem giá. Và mình cam kết với các bạn đây, những sò này đều là sò chính hãng luôn. Không. Còn cái hàng nhái thì bên mình không có bán. Sò này các bạn lưu ý là hàng giá rẻ cực nhiều, tức là gọi là hàng fake 1, fake 2, fake 3 ấy, loại 3 4 5 gì đó. Giá nó rẻ hơn rất là nhiều và thậm chí nó chỉ ngang với con B688 thôi và D718 thôi. Nhưng mà tất nhiên là tiền nào của nấy. Mình bỏ nó vô đây. À, có một chút lưu ý ấy, là có anh em hỏi là có bạn bình luận là cái con sò này này, con sò NGV kép này này, à con MGL 21193 và 21194 này. Giá nó chỉ ngang bằng 15200 thì mình không biết là bạn ấy đã thử chạy cái sò này chưa và bạn ấy đã mua sò chưa. Nhưng con sò MGL này nó đắt hơn, đắt phải ít nhất gấp đôi. Gấp đôi luôn sò A1943 và 5200. Con sò fake sò nhái mình không nói. Sò fake sò nhái cho cái con sò này này cực kỳ nhiều và rất là rẻ. Thậm chí là có những chỗ bán con sò fake này nó rẻ ngang con B688 và con D718 chứ không phải bằng con 5200. Nhưng mà chất lượng của nó thì nó rất là nhanh xịt và chất âm của nó nói chung là nó không ra cái gì cả. Thì trước ấy, ngày trước thì mình cũng hay thử những cái dòng sò sò loại fake, các loại mình dùng hết rồi thì đúng là các bạn là dùng thử không biết đúng tiền nào của đấy. Thì này mình khuyên các bạn ấy, nếu mà các bạn là muốn sử dụng sò này này đấy, muốn sử dụng sò NGV kép và sò MGL này thì các bạn lên mua sò chính hãng. Mình không bảo các bạn mua sò của mình nhưng các bạn hãy lên mua sò chính hãng thì các bạn cứ hỏi thẳng cái người bán ấy, xem người ta sẽ nói cho bạn đây là sò chính hãng hay là không. Nhưng mà chọn điểm uy tín một chút thì họ sẽ nói cho bạn đây là hàng chính hãng hay không.
chứ các bạn cứ ham rẻ các bạn xúc vào thì đấy, nếu mà các bạn muốn sử dụng hàng nhái để cho nó rẻ như cặp sò MZL này, mình khuyên thật các bạn, nếu các bạn ít tiền ấy, các bạn nên sử dụng sò B688 và D718 đi, hoặc là sò C5200 và A1943 thì giá nó chỉ bằng nửa giá sò này thôi, và chất âm nó cũng khá là tốt, chẳng qua là công suất là yếu thôi. Chứ nếu mà chúng ta cố sử dụng thích chơi trội mà chúng ta cứ sử dụng sò kém chất lượng thì nó ra thì công suất nó cũng chả thể hơn được con sò 5200 đâu. Còn đã chơi thì hãy chơi hẳn sò xịn đi cho nó rực rỡ. Đây nha, mình thử cái độ tương thích này, bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn nghe thử là nó kêu rất là tốt. Mình xin nói qua là một số anh em cứ bảo tại sao mà nghe tiếng nó phạch 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 mà chấm nó không được tròn như kiểu là mấy anh em mà chuyên tắt loa xúc bát ở trên mạng ấy, thì mình giải thích rồi. Thứ nhất, cái loa này là bát thường, nó không phải bát trầm, nên tiếng trầm nó không thể sâu lắng như kiểu là cái con bát trầm được, mà nó chỉ là loa bát thường thôi. Thứ hai ấy, là dù là bát thường nhưng nó vẫn có thể phát âm trầm chuẩn được. Vấn đề ở chỗ là cái thùng của mình nó rất là ọp ẹp. Đây các bạn thấy đây, nó rất là ọp ẹp. Nên là nghe tiếng trống nó mới không nguyên tiếng trống mà nó thêm tiếng phạch 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 phạch, bởi vì vỏ nó rất là mỏng. Con thùng này thì vỏ đằng sau của nó còn chưa đến một phân. Thì có lẽ là thời gian tới mình sẽ cố là đóng con trầm để mình thử những cái loại như thế này. Về thực tế thì cũng không quan trọng lắm cái chuyện đấy, bởi vì là rất là nhiều anh em mua cái mạch trầm này về và thử rồi. Mình tất cả là mình đều lấy cái công suất thực tế để mình tính. Thì các bạn sẽ thấy là sò nào ấy mình cũng sẽ tính ra công suất thực tế các bạn. Khi các bạn mua cái mạch này này, mạch này hiện tại bên mình đang chia làm các cái phiên bản như sau. Các bạn lưu ý nhá, mình sẽ nói rõ luôn này. Cái mạch SUP V2 này bên mình đang chia làm rất là nhiều phiên bản. Thứ nhất là cái loại sò mặc định là con C4278 và A1788. Đấy là sò rẻ nhất và theo cái mình này. Nhưng mà mình sẽ chia làm hai loại, loại có cái miếng nhôm tản nhiệt này và loại không có nhôm tản nhiệt. Tại sao mình lại chia như vậy? Bởi vì là cái nhôm tản nhiệt này nó rất là nặng, và nó rất là nặng nên là nếu mà gửi đi xa ấy, nó tốn phí vận chuyển cực kỳ dã man. Thì mình tính rồi, cái miếng nhôm tản nhiệt này nếu các bạn mua cùng cái mạch này mà các bạn đã có nhôm tản nhiệt rồi ấy, thì các bạn có thể chọn cái mạch là chưa có nhôm, thì nó sẽ tiết kiệm cái tiền phí vận chuyển cho các bạn hơn. Và mạch tất nhiên là mình đã bỏ cái miếng nhôm tản nhiệt này ra thì cái mạch không có nhôm nó sẽ rẻ hơn cái mạch có cái miếng nhôm này. Đấy là cái trường hợp các bạn có nhôm rồi. Còn trường hợp các bạn chưa có nhôm thì các bạn có thể chọn cái phiên bản lấy luôn cả miếng nhôm này. Và các bạn phải chấp nhận là cái phí vận chuyển của các bạn cao hơn là cái mạch nó không có nhôm. Và cái giá của mạch nó cũng sẽ cao hơn là cái mạch không có nhôm. Đấy là cái chuyện rõ ràng. Thì mình chia làm các cái phiên bản như vậy để cho các anh em nào có nhôm rồi. Tức là các bạn, một số anh em ấy thì mua cái mạch này về nhưng mà các bạn bỏ cái cánh tản nhiệt ra, người thì chê nó bé quá, người thì có cái cánh tản nhiệt, ví dụ họ sửa có loa súp ấy, họ có cái cánh tản nhiệt rồi, họ gắn thẳng cái mấy con sò này vào cái cánh tản nhiệt cũ của họ, thì thực tế họ bỏ nhôm đi thôi. Vậy tại sao mà các bạn mang thêm cái cánh tản nhiệt này về làm gì trong khi các bạn lại bỏ nó ra?
để mà các bạn phải chịu thêm cái tiền phí vận chuyển và cái tiền hàng của nó lệch nhau tới, so với cái mạch không có nhôm, lệch nhau tới 50.000 một mạch. Nó lệch nhau tới 50.000 một mạch nha các bạn, tính cả phí vận chuyển và phí cái tiền cái miếng nhôm này, nó lệch nhau 50.000 luôn. 50.000 không phải là con số nhỏ cho anh em thợ, thì các bạn có thể cân nhắc điều đó. Và tất nhiên là bạn nào không có nhôm thì các bạn vẫn có thể chọn cái phiên bản có nhôm. Và cái việc thứ hai ấy, đó là các bạn khi các bạn mua, các bạn có thể tùy chọn là các bạn sử dụng sò 1943, 5200, NJVK 0281 và 0302, hoặc sò con sò rẻ nhất, đó là con sò mặc định, sò mặc định gì nhỉ? À, sò rẻ nhất đó là sò mặc định 1788 và C4278, A1788 và C4278, đó là sò rẻ nhất. Thì các bạn có thể tùy chọn sò đó. Và cái con MJL này này, thì có lẽ là mình sẽ cho thêm cái con sò này vào trong cái tùy chọn của chúng ta. Mình sẽ lắp sẵn cho các bạn về đỡ phải lắp. Nhưng mà cái con sò MJL này, tại sao mình không chưa có lắp sẵn? Bởi vì MJL thực ra công suất là rất là khỏe. Nếu mà mình thấy là để chạy trên cái con mạch này mà sử dụng nguồn 30V, thật sự là nó quá là lãng phí, bởi vì nó quá khỏe. Thì có lẽ là nó sẽ có, nhưng mà nó sẽ ở trong cái phiên bản được nâng cấp là mạch là phải sử dụng nguồn 40V đối xứng, ví dụ thế, hoặc là 35V đối xứng, thì nó sẽ cho cái công suất tốt hơn để chúng ta kéo cái loa bát to hơn, cỡ khoảng bát 40 chẳng hạn. Chúng ta lắp 4 con MJL này, thì lắp 4 con MJL này công suất tương đương 2 cặp xăng kén rồi. Đấy, 4 con MJL này là công suất tương đương 2 cặp xăng kén, mỗi tương đương là 4 con xăng kén, hoặc là gọi là 2 cặp. Vậy thì thoải mái kéo bát 40 luôn. À, rồi, như vậy là mình đã review xong cái vụ này. Thì các bạn lưu ý là các bạn nghe cái tiếng khi mà mình test loa trầm ấy, các bạn hãy sử dụng loa vi tính hoặc là tai nghe. Chứ còn điện thoại và loa laptop ấy thì nó tiếng toàn tiếng phạch thôi, không nghe thấy đâu. Đấy, thì các bạn an tâm rồi nhá, mình đã test cặp sò này rồi, nhiệt độ tỏa ra chỉ ngang san ken luôn, tức là lò mát được như san ken. Bởi vì là san ken thì mình chỉ lắp 2 con, nên là mình cũng chỉ lắp 2 con ở đây thôi để cho công bằng với san ken, chứ không phải là mình tiếc rẻ gì 2 con nữa để mình gắn vào đây làm gì cả. Thì các bạn có thể an tâm sử dụng cái con MJL này. Và sò MJL 21194 là sò thuận, sò ngược, và 21193 là sò thuận. Các bạn nào không nhớ được là con nào sò thuận sò ngược thì có thể xem cái link ở dưới bên dưới ấy, thì mình có dẫn link đến cái sò này. Các bạn có thể mua hoặc là các bạn xem thông số con nào là thuận, con nào là ngược. Thông số data set con này mình cũng để đấy luôn. Rồi, bây giờ thì trời nó cũng mưa ở chỗ mình rất là to, mình cũng không thể test nhạc hay cho các bạn nghe được bởi vì là nó rất là nhiễu. Mình hẹn các bạn vào các cái video sau thì mình sẽ test một số cái sản phẩm mới bên mình. Bên mình hiện tại vừa về rất là nhiều sản phẩm mới, mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.